Ok, xin chào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đến với cái trải bài, đó là thông điệp vũ trụ dành cho bạn nha. Thông điệp vũ trụ dành cho bạn lúc này mình sẽ có 3 tụ bài. Tụ bài số 1, tụ bài số 2, tụ bài số 3. Rồi, các bạn có thể bấm đứng màn hình lại để dễ chọn hơn ha. Rồi, các bạn chỉ nên chọn một tụ bài thôi bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với tụ bài số 1 ha. Thông điệp vũ trụ dành cho bạn tụ bài số 1 ở 0 phút 50 cho cái tụ bài số 1. Đầu tiên thì mình sẽ nhìn thấy là vũ trụ nói với bạn rằng là có thể có những cái khoảng thời gian quá khứ bạn cảm thấy bạn bị bỏ rơi, bạn cảm thấy bạn cô đơn, bạn cảm thấy bạn mất mát. Nhưng mà thật ra là vũ trụ hoặc là tổ tiên hoặc là những cái nguồn năng lượng cao hơn, họ nhìn thấy được điều đó và họ luôn ở bên cạnh bạn, và họ sẽ mang tới cho bạn một cái gọi là sự ân huệ, ân điển, hay là gọi là họ sẽ giải phóng cho bạn khỏi cái năng lượng đó. Và mình nghĩ là có thể rằng là cái trái tim đau khổ của bạn trong quá khứ á, hoặc là bị phản bội niềm tin á, hoặc là cái nỗi sợ mà bạn sợ move on, tiến về phía trước á, nó rất là nhiều. Bạn cứ ở lại đó với những cái suy nghĩ đó, với những cái điều đó. Vì vậy cho nên á, vũ trụ á mới có thể là phái cử một người, hoặc là có thể là gõ đầu bạn, hoặc là có thể dạy hoặc là truyền đạt cho bạn thông qua những thông điệp, hoặc là thông qua rất nhiều thứ ha, để mà giúp cho bạn có những cái nhìn đa chiều hơn về trong cái cuộc sống ha. Đó, họ có thể là gửi cho bạn những cái dấu hiệu về báo động đỏ ha. Giống như là cuộc sống của con bây giờ như vậy là không được, con phải thay đổi đi, hoặc là sẽ cho bạn những cái khía cạnh khác để bạn nhìn thấu suốt những cái niềm tin tiêu cực của bạn. Bạn đã có những quan điểm, những cái thói quen, những cái niềm tin nào đó ha, và những cái điều đó nó không mang lại cái sự tích cực, cũng như không mang lại sự thay đổi trong cái suy nghĩ của bạn. Cho nên vũ trụ đã gọi là tác động rất là nhiều để cho bạn nhìn thấy rất là nhiều thứ. Có thể nha, bạn nhìn thấy hoặc là bạn thay đổi được thông qua cái việc là bạn xem những cái trang mạng xã hội, hoặc là xem những cái việc hài hước, hoặc là bạn xem những cái chương trình gì đó, hoặc là bạn xem tarot chẳng hạn như vậy ha. Đó thì nó đã có thể rằng là bạn bắt đầu cái năng lượng mắc kẹt của bạn á, bắt đầu bạn sẽ thay đổi thành cái việc là bạn để cái khoảng thời gian nghĩ về những tiêu cực hoặc những mắc kẹt đó, bạn để lại, bạn cầu nguyện ha. Bạn bắt đầu bạn có cái sự cầu nguyện, và mình nghĩ rằng là vũ trụ đã giúp cho bạn rất là nhiều. Nhưng mà cái sự giúp đỡ này á, nó sẽ là sự giúp đỡ gián tiếp thôi đó. Và vũ trụ nói với bạn rằng là hãy cho cái mối quan hệ của con một cơ hội nữa. Nó có thể con sẽ có những cái sự lãng mạn hoặc là những cái điều tuyệt vời trong cái mối quan hệ này đó. Và con á, là một cái người á, rất là thu hút người khác. Và mình thấy á, vũ trụ cũng gửi đến bạn cái thông điệp á, là bạn bây giờ giống như là một vị hoàng hậu ngồi trên cái ngai vàng của mình á, thì giống như cái bài hát gì đó, hoàng hậu thì đi với vua đó bạn. Thật sự là cái giá trị của bạn á, hoặc là cái con người của bạn sau khi lột xác á, hoặc là bây giờ bạn hãy nhanh chóng bạn lột xác bạn đi ha, bạn thay đổi, bạn thay đổi suy nghĩ, bạn hãy nói chuyện với những cái người nào mà họ tích cực nè đó, hoặc là nói chuyện với những cái người nào để họ giải quyết những cái vấn đề của bạn nè. Cho dù cái người đó họ không làm gì hết, họ chỉ ngồi nghe thôi, nhưng mà họ giải quyết được vấn đề của bạn là tại sao? Tại vì bạn nói nhiều, bạn nói ra, bạn thoải mái, bạn bước qua, bạn nhìn lại, bạn nhìn thấy bạn ha. Đó, hoặc là bạn có những cái thời gian với bạn bè nè, bạn sẽ có những cái giai đoạn moving on, tiến về phía trước rất là vui vẻ nè. Và tất cả những gì bạn cần là thời gian đó, tất cả những gì vũ trụ nói, tất cả những gì bạn cần là thời gian. Có thể bạn sẽ có hẹn hò trong cái thời gian kế tiếp. À, và có thể có một giai đoạn á, bạn vùi mình buồn bã, vũ trụ nhìn thấy những điều đó ha, vùi mình buồn bã và bạn rời đi hoặc là giấu đi những cái điều còn sót lại, những cái điều mà bạn cảm thấy là bạn rất cần, bạn muốn để lại trong cuộc sống, bạn giấu đi những cái điều đó. Đó, và bạn
chạy trốn hoặc là xua đuổi những người đến trong cái cuộc sống của bạn để giúp đỡ bạn ha. Nhưng mà vũ trụ đã cho bạn một cái năng lượng tình yêu và một cái năng lượng deliver và một cái năng lượng của một cái sự khởi đầu mới nha bạn nha. Và cái sự khởi đầu này á, nó sẽ là fall in love đàng hoàng, có nghĩa là bạn sẽ thích cái người đó. Bạn sẽ có cái giai đoạn thích cái người đó, bạn sẽ có giai đoạn là phải thay đổi, phải chiến đấu, phải gọi là khoác lên mình một cái chiếc áo mới ha, khoác lên mình một cái bộ cánh mới, một cái bộ dạng mới để đi đến với những điều mà bạn mong muốn. Thì mình cảm thấy trong cái quan hệ này á, vũ trụ cũng nói với bạn rằng là bạn có một cái nguồn năng lượng mới mẻ rồi, tốt đẹp rồi. Nhiều khi á, là sắp tới á, bạn còn có một cái buổi tiệc ăn uống hoặc là cái niềm vui ăn mừng gì đó, và nó đang cởi mở cho bạn một cái cánh cửa mới. Và cái năng lượng này á, thì mình vẫn cảm thấy đó là vũ trụ nói với bạn rằng là bạn sắp có một cái tình yêu, bạn sắp có một cái giai đoạn rất là tuyệt vời. Bạn phải tin tưởng vào bản thân của bạn, và quan trọng nhất là bạn phải lột xác đi ha. Thì cái tình yêu đó, cái niềm vui đó, hoặc là một cái cơ hội về trong một cái cuộc sống ấm no giàu sang hạnh phúc của bạn nó đang tới rồi nha. Và thậm chí là ai đó đó sẽ nói những cái lời những cái lời chia sẻ với bạn, những cái lời say sorry với bạn về những cái điều mà họ đã làm cho cái mối quan hệ này. Và có thể bạn sẽ có những cái cuộc gặp gỡ, nói chuyện, hoặc là có những cái giai đoạn, giây phút nó rất là tuyệt vời bên bạn bè, để uống cà phê, để mừng vui. Nhưng mà cái năng lượng này vũ trụ nói sao biết không? Ước mơ của con sẽ trở thành sự thật. Đó. Không có hứa rằng là khi nào đó, nhưng mà ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật. Và cái điều mà vũ trụ mang tới cho bạn đó là tình yêu nha bạn nha. Mình thấy vũ trụ mang tới cho cái thông điệp của cái trải bài này là tình yêu. Và tình yêu này của con đó là một cái tình yêu lớn ha. Tình yêu mà mình nghĩ rằng là nó sẽ có nền tảng và có những cái năng lượng nó ổn định trong cái thời gian kế tiếp, hoặc là thậm chí là khởi đầu mới. Khởi đầu mới và ổn định hơn, không có còn bấp bênh giống như trước nữa ha. Đó, đó là cái năng lượng và cái thông điệp mà vũ trụ dành cho bạn nha. Rồi, ok. Giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2. Rồi, tụ bài số 2 của chúng ta sẽ ở 7 phút 50 cho cái tụ bài số 2 đi bạn ha. Rồi, vũ trụ gửi cho bạn thông điệp gì? Đầu tiên vũ trụ nói với bạn đó là bạn có một cái liên kết karmic relationship, hoặc là có một cái liên kết ngọn lửa sinh đôi, hoặc là có một cái người, cái người này là có một cái tình cảm rất là sâu sắc với bạn, sẽ tìm kiếm bạn và sẽ báo hiệu với bạn rằng là bạn sẽ có một chuyến du lịch trong cái thời gian sắp tới. Bạn sẽ có những cái cơ hội để trải nghiệm cái cuộc sống mình bằng những cái lăng kính mới ha. Và mình nghĩ rằng bạn sẽ có một cái năng lượng gọi là mùa xuân hoa đua nở, cũng như là cái thời gian đã tới để bạn tin vào định mệnh, tin vào những cái điều mà vũ trụ sắp đặt cho bạn. Vũ trụ sắp đặt cho bạn cái gì? Vũ trụ sắp đặt cho bạn một cái sự gặp gỡ lại một cái người, một cái kết nối. Gặp gỡ lại cái người và cái kết nối này nó dẫn đến cái gì? Dẫn đến một cái lễ cưới, một cái sự kết hôn, dẫn đến một cái sự lãng mạn. Đó, vũ trụ sẽ mang đến cho bạn những cái niềm vui mà thật sự là rất rất là vui luôn, và mang đến cho bạn những cái tin tức về việc là những cái khó khăn trở ngại trong cái cuộc sống của con nó đã qua đi rồi, và con sẽ sắp xếp lại cái cuộc sống của mình, sắp xếp lại cho ổn định. Ví dụ nó xáo trộn thì sắp xếp lại cho ổn định ha. Và trong cái sự sắp xếp lại hoặc là thay đổi cái suy nghĩ đó của con thì sẽ có một cái người tới nha. Rồi, trong cái năng lượng này á, vũ trụ cho bạn một cái nguồn năng lượng tâm linh trực giác của bạn trong cái thời gian này rất là mạnh mẽ. Vũ trụ nói rằng là hãy tin vào cái trực giác đó của chính bản thân mình. Cái năng lượng của cái câu chuyện này, vũ trụ cũng nói rằng sẽ có một cái người mà đã gặp rồi, đã kết nối rồi mà ít kết nối sẽ kết nối trở lại. Và hãy tin tưởng rằng là cái mối quan hệ đó là cái người soulmate của mình đó. Và mình nghĩ rằng là trong cái năng lượng này chắc chắn là bạn sẽ có một cái cuộc gặp gỡ, nói chuyện, cà phê rất là lãng mạn nha.
và mình thấy rằng là có ai đó đang đang có ai đó là một cái liên kết karmic relationship và dạy cho bạn những cái bài học trong những sự xáo trộn, trong những sự gọi là không thường hiện diện, và cái người này hay theo dõi bạn thông qua mạng xã hội. Cái năng lượng này thì mình thấy là cái người đó đó hay để ý bạn, hay để ý bạn, hay theo dõi năng lượng của bạn, theo dõi bạn thông qua mạng xã hội đó. Và vũ trụ nói là cái người này á, là họ sắp đến này, họ sắp đến này, mà mình thấy là họ với bạn á, có rất là nhiều cái năng lượng của sự đam mê, và họ với bạn có rất nhiều cái năng lượng của cái chuyện mình phải nói là chuyện 18 cộng, nhưng mà cũng có thể nói rằng á, đây là một cái năng lượng mà khó cưỡng lại được. Đây là một cái năng lượng mà của cái việc là bạn với cái người này có thể nha, là cái kiếp nào đó là hai người là vợ chồng, cho nên là cái năng lượng này nó mạnh lắm ha. Cho dù đó là karmic relationship đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là mình trả nợ cho nhau, mình trả nợ cho nhau nha bạn nha. Đó, và mình thấy là nhiều khi á, bạn thay đổi cái năng lượng của bạn á, bạn trầm tĩnh hơn, bạn ít nói hơn, rồi bạn tập trung vô yêu thương bản thân mình hơn, thì mình nghĩ rằng á, đó là cái người này á, sẽ đột ngột kết nối trở lại. Tự nhiên một ngày đẹp trời bạn bị mưa, cái người này đưa rước bạn đó, hoặc là bạn bị cái vấn đề gì đó thì cái người này sẽ đến, cái kiểu làng vậy. Và xong là cái sợi dây nghiệp quả của bạn người này nói lại, coi như dính luôn ha, không có tha nhau được, không có buông tha nhau được đó. Và mình nghĩ là có thể rằng là một cái cú nhảy vọt trong cái câu chuyện tình cảm này, nó sẽ có ví dụ như là một cú nhảy vọt, có nghĩa là một bước là lên mây luôn, hoặc là một bước là đi xuống luôn đó. Một cái cú nhảy vọt trong cái mối quan hệ tình cảm của bạn là vũ trụ sẽ nói là như vậy. Nhưng cái này là đi lên chứ không có đi xuống, bạn yên tâm nha. Tại vì trong cái năng lượng này nó đây là sự lãng mạn, và đây là divine timing hai bạn ha, là cái thời điểm mình nghĩ là đã tới rồi. Và cái này là năng lượng của sự offer. Offer cái gì? Offer tình yêu, offer sự lãng mạn, offer cho bạn nhiều thứ. Điều gì mà bạn mong muốn thì sẽ offer cho bạn những cái điều đó ha. Và mình nghĩ là cái năng lượng này của bạn, vũ trụ sẽ nói với bạn là cuộc sống của bạn nó sẽ giống như mùa xuân đó, trăm hoa đua nở, khoe sắc đâm chồi, nảy lọc, vui vẻ tươi tắn, lãng mạn yêu đời. Trong cái năng lượng này nó cũng bao gồm những cái thông điệp về tình cảm, nhưng mà nó cũng ở một cái mức năng lượng là nó cũng hơi khác so với tụ số 1 ha. Rồi, nói chung là năng lượng tụ bài số 2, mình nghĩ rằng là bạn rất là xinh đẹp, cho nên là bạn phải tập trung vào bản thân của bạn nhiều hơn ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 2 đây nha bạn nha. Xem cho bài riêng, có thể inbox giùm mình. Mười ba phút 50 cho cái tụ bài số 3 nha. Rồi, trong cái năng lượng này á, thì mình thấy là vũ trụ gửi đến cho bạn cái thông điệp gì. Đầu tiên á, vũ trụ gửi đến cho bạn cái thông điệp là bạn có một cái đứa trẻ bên trong của bạn, nó đang bị thiếu những cái niềm vui, thiếu những cái niềm vui trong hiện tại luôn ha. Bạn đang thiếu những cái sức sống cho cái cuộc sống bạn hiện tại. Ví dụ như mỗi ngày thức dậy bạn chưa có cảm thấy yêu đời, mỗi ngày thức dậy bạn cảm thấy quá nhiều trách nhiệm, mỗi ngày thức dậy bạn cảm thấy uể oải, mỗi ngày thức dậy bạn cảm thấy mình không có mục đích trong cái cuộc sống đó. Và bản thân của bạn phải đóng quá nhiều vai diễn trong cái cuộc đời này, giống như là tôi đi làm tôi phải đóng vai một nhân viên tốt, tôi về nhà tôi phải đóng vai một người vợ, hoặc là, nhưng mà không có một cái năng lượng nào khiến cho bản thân của bạn thoải mái. Và vì vậy cho nên đứa trẻ bên trong của bạn nó không có được hạnh phúc các bạn ha.
thì bạn cũng phải cần có những cái thời gian chăm sóc cho bản thân mình, như vậy gọi là yêu bản thân mình. Không phải là từng thời gian mình sẽ phải đổi lấy tiền bạc, hoặc từng cái thời gian đó mình phải đổi lấy cái gì đó ha. Bạn hãy nghĩ coi từng thời gian đó bạn để bạn bình an, bạn yên lặng, để bạn tĩnh tâm, để bạn xả stress của bạn thông qua sự im lặng, sự tĩnh tại, thông qua không có trộn rộn bất cứ trách nhiệm gì cả. Ngày mai thì để ngày mai tính, tháng sau thì để sáng sau tính. Thật là bình an, thật là bình an. Thì mình cảm thấy là kết quả đó là bạn sẽ kết thúc cái chuỗi ngày đó, và bạn sẽ có một cái cách, một cái giải pháp cho cái cuộc sống của bạn. Và bắt đầu bạn sẽ đi tìm hiểu bản thân mình là gì, bản thân mình muốn gì, đúng không? Bản thân mình, cái cuộc sống của mình, cái gì mới là cái vững bền, mới là cái sự tuyệt vời. Thì trong cái năng lượng này á, nó sẽ là năng lượng mà bạn có thể là viết lách nè, bạn có thể là giải phóng bản thân của mình được nhiều hơn nè, bạn sẽ có thể là tìm lấy cái giá trị của bản thân mình nè, dám từ chối nè, bạn sẽ tự tin hơn nè, đó, bạn sẽ có nhiều giá trị hơn nè, đó. Và mình nghĩ đây là cái khoảng thời gian mà bạn sẽ gọi là gì biết không, mùa hè sôi động ha. Mình nghĩ chắc sắp tới bạn sẽ có một cái năng lượng mùa hè sôi động. Mùa hè sôi động là có thể là bạn sẽ thích đi biển nè, bạn sẽ thích đi chơi nè, bạn sẽ bắt đầu bạn mở cửa trái tim của bạn nè. Không phải mở cửa trái tim cho ai bước vào, mở cửa trái tim cho ánh sáng nó tràn vào, cho yêu đời nó bước vào, đúng không? Cho cái the one mà mình mong muốn nó bước vào, cho cái cuộc sống mà mình yêu thương nó bước vào, cho một cái sự hoàn hảo hơn của bản thân mình nó bước vào. Và bản thân của bạn á, thật sự thì vũ trụ á, gửi cho bạn thông điệp á, là bạn đã từng, thứ nhất là bạn đã từng có những cái nỗi sợ, và chính nỗi sợ đó nó đã kích hoạt những cái vấn đề về ego, cái tôi của bạn. Bạn sợ hãi nên bạn sợ bị thua thiệt, bạn sợ bị chiếm giữ, bạn sợ thể diện, bạn sợ này kia, nên cái tôi của bạn á, nó không bao giờ nó bình an để mà nó khuất phục hết. Ví dụ giống như là mình không so đo thì ai nói gì nói, nhưng mà trong lòng của mình không có bình an á, mình sợ á, thì á, người ta nói 1-2 tiếng là mình sợ lắm. Mình sợ người ta biết bản thân mình sợ nhiều thứ. Và bạn có những vấn đề về sự ghen tuông, và bạn ghen tuông hoặc là bạn mất đi cái sự tự tin trong một giây phút nào đó, chứ không phải là lúc nào cũng vậy ha. Đó, và bản thân của bạn á, bắt đầu bạn sẽ cảm thấy là tự nhiên á, bạn nổi cọc hoặc nổi đoá hoặc nổi những cái tính cách gì đó, mà nhiều tính, chính những tính cách đó đó nó làm cho bạn tự phá hủy cái mối quan hệ của bạn. Và bạn sẽ bị giống như là mâu thuẫn như trong cái mối quan hệ của bạn, tiến không được, lùi không được, bạn bị mâu thuẫn trong đó. Và bạn bị những cái sự tác động của cái sự giống như là kích thích mạnh, sốc trong cái cuộc sống. Và mình nghĩ rằng là vũ trụ nó nói với bạn là họ cho bạn một cái gương để bạn soi. Bạn soi thấy cái gì? Bạn soi thấy những cái nỗi đau của bạn. Và cái gương đó là ai? Cái gương đó chính là mối quan hệ này. Giống như bạn quăng một cái quả banh lên vô trong cái tường thì nó phải dội lại. Mặc dù cái sự dội lại đó, cái lực nó không ấy, nó sẽ không bằng cái lực bạn ấy, nhưng mà nó hầu như là nó tương đương. Cho nên á, là cái mối quan hệ này, hoặc là cái điều này, hoặc là cái mà bạn đang tương tác, những điều trong cuộc sống chính là cái tấm gương của bạn ha. Nhưng mà mình thấy vũ trụ nói vậy nè, có ai đó thích bạn á, có ai đó thích bạn, sắp tới á, là bạn sẽ hẹn hò với cái người đó, hoặc là sắp tới á, bạn sẽ có cái cuộc gặp gỡ hoặc là kết nối với cái người đó. Và trong cái năng lượng này bạn phải bình tĩnh, càng bình tĩnh thì sẽ càng tốt cho bạn ha. Bạn sắp có chuyến đi hoặc đi chơi hoặc là đi học hoặc là đi đâu đó, nhưng mà mình nghĩ trong cái năng lượng này á, là chắc chắn bạn sẽ gặp được một cái tình yêu đích thực của bạn nha. Một cái tình yêu đích thực của bạn tặng hoa cho bạn, tặng quà cho bạn, là một cái true love, một cái tình yêu thật sự ha. Đó là một cái năng lượng mà mình nghĩ rằng là sẽ không có làm cho bạn thất vọng nữa, và đi đâu cũng có nhau, đi đâu cũng đèo nhau đi, hoặc là thậm chí là đi du lịch với nhau ha. Và mình nghĩ rằng là cái năng lượng này là bạn sẽ có nhiều hơn một người người yêu ha, chứ không phải là chỉ có một người. Nhưng trong đây á, trong cái công việc của bạn, hoặc là sẽ có ai đó đến đưa đến cho bạn cái tin tức về công việc thêm ha. Đó, và hoặc là mình nghĩ rằng là trong cái năng lượng này á, câu chuyện này là mình thấy là có một người rất là thích bạn và sẽ trở về hoặc là sẽ kết nối với bạn. Mà mình thấy nha, cái người này á, mặc dù nói là tình yêu mới, tình cảm mới đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái người này là đã là một cái người mà biết, bạn biết trước, nhưng mà kiểu như không hẹn hò. Mình không hẹn hò, mình là bạn bè thôi. Đó, hoặc là cái người này họ phải đi làm xa, hoặc là sao đó, và họ với mình cũng không có hoàn toàn là
là được tốt, ok với nhau một cái thời gian. Ừ, mình cũng không có quen, không có này kia, nhưng đến sắp tới bạn sẽ có tin tức như vậy. Và vũ trụ nói với bạn á, rằng là bạn đừng có quá là, bạn giống như đừng quá mệt mỏi à, và cũng đừng quá sợ hãi. Hãy mở rộng bản thân mình ra, bởi vì đôi khi á, chính khi bạn cảm thấy an toàn để mà bạn yêu thương thì bạn mới cho đi hoặc là nhận lại được cái tình yêu đó. Còn bạn lúc nào cũng canh cánh lo sợ thì mình nghĩ là nó khó. Quan trọng là bạn phải lựa chọn cái người nào phải đáng tin cậy một chút xíu để bạn trao cái tình cảm đó đi. À, ok. À, trong cái năng lượng này thì mình nghĩ là vũ trụ sẽ nói với bạn là có sắp có tình cảm mới, à, sắp có sự rộn ràng trong cái cuộc sống của bạn về tình cảm nha. Ok, à, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 3 ở đây. Bạn xem cho bài riêng, có thể inbox cho mình ha.